các dụng cụ này, nguyên tắc đo là cơ bản thôi. Đầu tiên sẽ đi cái phần phương pháp và dụng cụ trước. Thì lực là khả năng nhìn rõ chi tiết, hay có còn gọi hay là cái khả năng phân biệt hai điểm tách rời nhau, và nó là thông số cần thiết trước khi khám bệnh về mắt. Tại vì có rất là nhiều bệnh lý, ví dụ bệnh nhân như tuần sau chúng ta sẽ học cái bài đó, về đỏ mắt, bỏ mắt, nhưng mà nó sẽ có chia vào đỏ mắt không gây mờ mắt, mà đỏ mắt và gây có mờ mắt. Dù bệnh lý viêm màng bồ đào đó, là một cái bệnh lý mà nó sẽ gây mờ mắt, nó đỏ mắt và nó đỏ mờ mắt, nó đau mắt mà nó mờ mắt luôn. Cho nên là phải đo thông số thị lực trước bất cứ bệnh nhân nào, mặc dù cái nguyên nhân người ta đến với bệnh viện đó, đến khám đó, không là nguyên nhân là đau mắt chẳng hạn hay đỏ mắt, vẫn phải đo thị lực, đó là bắt buộc ha. Cái đó là quan trọng. Thị lực nó sẽ chia ra một cái thị lực nhìn xa và cái thị lực nhìn gần. Thị lực nhìn gần là cái đọc sách đó. Thì nó sẽ được nhìn gần sẽ giảm ở những bệnh nhân mà trên 40 tuổi là lão thị ha. Rồi đây là cái bảng thị lực để nhìn xa nè. Nói kia đó là các loại như là Snellen, bảng số, bảng chữ E, bảng chữ C, bảng Lennon chữ C và bảng hình. Thì ở những trẻ em ăn nít nhỏ quá chưa biết đọc chữ, thì với người không biết chữ thì người ta sử dụng cái bảng chữ E và bảng chữ C. Chữ E là cái hỏi người ta cái hướng ba vạch nó hướng lên đâu, hướng qua trái phải hay trên xuống. Chữ C là cái chỗ hở của chữ C, nó quay hướng nào đó. Đây là bảng thị lực nhìn xa. Thì nhìn xa thì ở khoảng cách 5 mét nó sẽ ghi nhận được là hàng chữ nhỏ nhất đọc được là cái hàng 10 phần 10 đó, khoảng cách xa nhất đếm được ngón tay. Kế đến nghĩa là cái đầu tiên là nhỏ cái thị lực ở đây sẽ ghi là đây cái thông số ha. Đó. Đây là đo thị lực từ xa. Thì đầu tiên nó sẽ là nếu mà bệnh nhân còn thấy cái chữ trên cái bảng chữ, nó sẽ có từ hàng chữ từ từ lớn tới nhỏ, nó có tầm khoảng 10 hàng. Thì là tương ứng với 1 phần 10 đến 10 phần 10. Rồi nếu mà cái hàng chữ đầu tiên là hàng 1 phần 10 bệnh nhân không thấy thì người ta sẽ gọi là qua là đếm ngón tay ha. Điểm ngón tay. Điểm ngón tay đầu tiên sẽ là ở vị trí là 5 mét. Là lên chỗ bảng thị lực. Nếu bệnh nhân vẫn chưa thấy sẽ lùi lại tiếp 4 mét. Bệnh nhân vẫn chưa thấy đọc số đọc cái điểm ngón tay đúng. Điểm ngón tay là mấy con bệnh nhân đưa ba ngón, người ta nói đúng ba ngón, đưa hai ngón nó đúng hai ngón là điểm ngón tay. Giờ 4 mét chưa được phải lùi lại nữa 3 mét. 3 mét không được tới 2 mét, 2 mét tới 1 mét, 1 mét không được nữa tới nửa mét. Nửa mét không được tới 0,1 mét mà không thấy luôn thì sẽ tới là quơ bàn tay. Cái hình thứ ba thấy ông bác sĩ quơ bàn tay trước mặt không, rồi là bóng bàn tay. TBT là bóng bàn tay. Hỏi coi bệnh nhân có thấy quơ tay không, nếu mà có thì ghi là bóng bàn tay, thì lực bóng bàn tay. Giả sử như giờ quơ bàn tay bệnh nhân nói không thấy quơ bác sĩ ơi, thì sẽ nó đến là gọi là mình lấy đèn mình chiếu vào, lấy đèn chiếu vào. Nếu mà bệnh nhân đấy cảm nhận được ánh sáng, còn vẫn còn cảm nhận được ánh sáng rồi là sáng tối dương tính. Còn bây giờ chiếu đèn vào luôn mà hoàn toàn mắt không cảm nhận được gì hết, gọi là sáng tối âm tính. Cho nên cái từ mù á, định nghĩa của tổ chức y tế thế giới là như là dưới 3 phần 10, dưới 2 phần 10, 3 phần 10 là gọi là mù rồi. Nhưng mà cái định nghĩa này nó chưa chính xác, không chưa có mang tính bao quát lắm. Đó. Như là nếu mà mù gọi là mù tuyệt đối hay tương đối thôi, mù tuyệt đối phải là sáng tối âm tính, còn sáng tối dương tính ở kia vẫn như là bệnh nhân vẫn còn thấy được chứ không phải là gọi là mù. Còn nếu mà theo tổ chức thì thế giới là như dưới 2/10, 3/10 là đã gọi là mù rồi đó. Để xác định mù có mù tuyệt đối hay không sẽ là sáng tối âm tính hay dương tính. Thường những bệnh lý lâu cơm là nhiều bệnh nhân sẽ là gọi là lâu cơm tuyệt đối luôn, sẽ là sáng tối âm tính không thấy gì hết, chết hết tế bào không còn cảm nhận được ánh sáng gì hết đó. Rồi ví dụ nó sẽ mình sẽ ghi thị lực như vậy đó. Ví dụ điểm ngón tay 2 mét
là đếm được ngón tay ở vị trí 2 mét. Và dụ bóng đếm ngón tay 3,5 mét là ở 3,5 mét. Rồi. Cái kính lỗ. Cái kính ấy, cái kính lỗ thì nó sẽ có một cái mà che xuống lại gọi là cái kính lỗ ha. Cái tác dụng của kính lỗ để xác định coi có tật khúc xạ hay không nha. Khi mà nhìn qua cái lỗ á mà thị lực tăng lên tức là có tật khúc xạ nè. Còn nếu mà nhìn qua thị lực không tăng thì có tổn thương thực thể nghĩa là có bệnh lý. Đầu tiên cái bước khám mắt rất quan trọng là mình giúp mình xác giúp bác sĩ, người bác sĩ á, xác định được à, định hướng sẵn lúc đầu à cái này là tật khúc xạ hay là bệnh lý. Cái cơ chế của cái kính lỗ này là sao, nó có những cái kính lỗ nó rất là nó cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ. Khi mà mắt nhìn qua cái này nó sẽ biến những cái chùm ánh sáng đi vào mắt, nó sẽ thành những chùm tia sáng song song qua những cái lỗ này, thì nó sẽ giúp cho nhìn rõ hơn đối với tật khúc xạ thôi nha. Cận thị nè, viễn thị nè, loạn thị nè là sẽ nhìn thấy rõ hơn khi mà lắp kính lỗ này. Còn nhìn qua cái lỗ này mà nó vẫn không tăng tức là có bệnh lý thực thể, do là có bệnh lý tổn thương à, có thể là do gì, bị cườm hoặc là do bị bệnh lý võng mạc, rất nhiều nguyên nhân khác. Đây là cái bước cơ bản đó, giúp định hướng được à bệnh lý hay là bị chỉ là tật khúc xạ đơn thuần. Rồi cái đến là đo thị lực nhìn gần. Cái khoảng cách 30 cm, thường là 30 đến 33 hoặc 35 cm là cái khoảng cách mà cái theo thói quen của hầu hết con người mình sử dụng á, mình sẽ cầm cái điện thoại hoặc sách ở vị trí tầm khoảng 30 cm thì mình sẽ nhìn cái bảng chữ này, cái bảng chữ nhìn gần thì nó cũng chia ra như vậy. Nhưng mà này nó có điều đặc biệt hơn à, ví dụ mình sẽ đọc được cái hàng chữ thì lực mấy đó ở khoảng cách bao nhiêu, từ 30 cm. Có những người thói quen người ta cầm à, người ta muốn chỉnh chính đọc sách nhìn gần ở khoảng cách 35 cm, thậm chí có người quen thói quen á, người ta làm việc văn phòng người ta là muốn nhìn ở 40 cm thì mình phải ghi cái thị lực kèm theo cái dấu sẹt ha. Ví dụ thị lực là hàng, đọc là hàng chữ thường đó là G, hàng chữ G5 ở khoảng cách 40 cm, hoặc là hàng chữ G3 ở khoảng cách 35 cm. Chứ giờ ghi G5 không là nó không đúng nha, tại vì cái tùy vào khoảng cách nó sẽ độ nó khác nhau. Khoảng cách độ càng cái 40 ở khoảng cách 40 cm độ nó sẽ thấp hơn một tí so với khoảng cách 30 cm, thấp hơn khoảng nửa độ. Cho nên cái này nó cũng quan trọng. Rồi cái thị trường ở chúng ta mình nhìn đó, mình thấy là cái em nhìn thẳng lên dưới nè, giờ hai tay để em quơ lên hai bên hai cái bên tay, em thử các em thử quơ thử này, có thấy cái ngón tay nhúc nhích không? Thì ở tầm một cái mức nào đó sẽ còn thấy, nhưng mà vượt qua khoảng cách cái đó thì nó sẽ còn thấy nữa. Thì cái khoảng mà tầm nhìn của mình đó, khi mắt nhìn thẳng thì cái tầm nhìn cái vùng diện rộng của mình như vậy đó, gọi là thị trường. Và giới hạn của thị trường bình thường là về phía trên dưới thì là 60 đến 70 độ, còn phía mũi, về phía mũi sẽ là 60 độ, còn phía thái dương là 100 độ. Cách khám thị trường đó, này khám người ta có là cái máy đo thị trường nó khác nữa ha, còn cái này khám thị trường là khám sơ lược để coi có bị khuyết thị trường gì nặng nề ngay lập tức hay không. Thì là sẽ che mắt phải và mắt trái, che mắt phải bệnh nhân và mắt trái của bác sĩ, như là ngồi đối diện nhau là mắt nhìn mắt ha, và ở khoảng cách 1 mét thì cho bệnh nhân đứng ngón tay mình nằm ở mỗi góc tư, như là cái tay mình đưa nè, đưa ra phía ngoài tí vẫy vẫy coi bệnh nhân có thấy không. À, nếu vẫn thấy thì ok, thấy cùng với giống bác sĩ á, như là bác sĩ quơ thấy, bác sĩ quơ thấy thì bệnh nhân phải thấy, bệnh nhân không thấy thì đánh dấu ghi nhận là à vùng thị trường nó bị mất, rồi là khuyết thị trường vùng đó. Tương tự với che mắt còn lại. Cái thị trường này nó cần ở những bệnh lý nào? Như ở những bệnh lý như lâu cơm là một cái nó chết tế bào thần kinh thị giác, cho nên nó vừa mất thị trường, vừa mất thị lực, vừa mất thị trường. Rồi cái có gọi là tổn hại thôi thì thị trường mà hình ống, giống như giờ mình các em nhìn vào cái ống dòm
hoặc là giờ các em cuộn cái tờ giấy hay cuốn tập lại, em nhìn qua cái lỗ đó, thấy cái thị trường nó với cái không gian mình nhìn nó bị hẹp lại, nó gọi là thị trường hình ống, thì trong bệnh lý Lucan nó bị như vậy. Có nhiều cái khuyết thị trường khác nữa, rồi có những cái mà mình làm cái test thị trường bằng cái máy đó, sẽ có những cái gọi là ám điểm, như là nhìn rõ hết nhưng mà tự nhiên có một cái vùng ở một vị trí nào á, mình thấy nó, chỗ đó nó bị khuyết đen, bệnh nhân thấy chỗ đó khuyết đen, nó cố định ngay chỗ đó luôn, gọi là ám điểm. Rồi có những bệnh nhân thì người ta bị thấy ở góc trong mũi hoàn toàn không thấy, chỉ thấy được góc ngoài thôi. Thị lực nha, khác với thị lực bệnh nhân vẫn có thể 10 phần 10 nha, nhưng là người ta phải, khi mà nhìn vật người ta phải nghi hơi nghiêng đầu một tí, tại vì cái vùng cái thị trường nó đã bị mất một phần. Thị trường này nó liên quan tới mấy cái dây thần kinh, bệnh lý thần kinh đó. Rồi cái đó là nhãn áp. Nhãn áp tức là nãy là cái thủy dịch, nãy chúng ta nói rồi, cái bài sinh lý nãy rồi ha, là nhãn áp. Ở cái thủy dịch nó sinh ra rồi nó cái áp suất của những cái thủy dịch đó tác động lên cái nhãn cầu, gọi là nhãn áp. Thì cách đo nhãn áp thì sẽ là, nhất là sơ lược mình sẽ, bác sĩ sẽ dùng cái ước lượng bằng tay, tuy nhiên nó sẽ mang tính chủ quan, nhưng mà trong những cái trường hợp cấp thiết hoặc là không có máy đo đó thì mình cái với kinh nghiệm bác sĩ thì cũng có thể chính xác được tương đối phần nào. Rồi cho đến là sử dụng máy nhãn áp kế tiếp xúc. Nhãn áp kế tiếp xúc thì chia hai loại, vừa vào hai cơ chế. Thứ nhất là cơ chế ấn lõm, thì có nhãn áp kế strop và nhãn áp kế đè dẹp là mắt là kết. Ngoài ra còn có cái nhãn áp mà cái tiêu chuẩn vàng trong cái đo nhãn áp, là gọi là tiêu chuẩn vàng là chính xác nhất á, là nhãn áp kế Goldman. Rồi bây giờ sau này thì có những cái loại nó là nhãn áp kế là không tiếp xúc, nó bắn cái hơi vào rồi nó đo cái mức độ phản hồi lại, rồi nó ra cái thông số nhãn áp ha, rồi là nhãn áp kế không tiếp xúc dựa vào nhãn áp hơi á. Đây nhãn áp sờ tay là gọi là ước lượng thôi chứ không có ra số cụ thể, nó mang tính chủ quan nhiều và nó có thường ta sử dụng là khi là những cái trường hợp mà bị đang mắt đang bị viêm nè, viêm giác mạc, loét giác mạc, loét giác mạc thì đâu có đặt cái đồ đo nhãn áp lên để mà đo được, hoặc là chấn thương thủng nhãn cầu, chấn thương bở nhãn cầu đó, nó sẽ nhãn áp nó bị mềm, nhờ vàng nó bị mềm nó bị vỡ, còn những trường hợp khác nó sẽ tăng đó. Ví dụ mình sờ thấy nhãn cầu nó mềm quá thì có trường hợp là chấn thương nó có thể là đã bị vỡ nhãn cầu rồi. Hoặc là sau phẫu thuật mình không có đo nhãn áp lại thì có thể là mình sẽ bị làm cho nó bị nhiễm trùng. Là nhãn áp kế strop nè, là cái cơ chế là ấn lõm ha. Nó sẽ có nhiều quả cân, quả cân 5.5 gram, 7.5 gram, 10 gram, 15 gram đặt vào ha. Như là nó đo đặt, khi đặt vào này á, nó một cái đầu này nè, cái đầu tròn tròn, tròn dưới đây nó sẽ đặt lên cái giác mạc, rồi giác mạc nó sẽ đẩy một cái cân này nè. Đây đặt đây, cái này nó sẽ đào đẩy cái đầu này, đẩy cái cây này đẩy lên cái chỉ số cái cân nó thay đổi, nó dựa vào cái cơ chế ấn lõm, nó là nhãn áp strop, rồi dựa vào cái mức độ cái cân số lệch như mình sẽ tra có cái bảng, nó sẽ ra được cái mức nhãn áp nó bao nhiêu. Nhãn áp của bình thường của mắt của chúng ta thì tầm khoảng là dưới 17. Trong các em nếu mà đọc sách ấy, thì sẽ người ta sẽ có nhiều sách sẽ ghi là từ nhãn áp bình thường từ 15 đến dưới 21 là bình thường, nhưng mà trên thực tế thì sau này là trên 18 gọi là tăng nhãn áp rồi, gọi là ta trên 18 kéo dài á, nó sẽ có khả năng nó làm tổn hại cái thần kinh thị giác, cho nên trên 18 gọi là tăng nhãn áp và phải bắt đầu điều trị rồi, chứ phải đợi tới trên 21. Giờ thậm chí ngay sách của thầy Đỗ Như Hơn thì vẫn ghi nhãn áp dưới 21, từ 17 tới 21 luôn bình thường, nhưng mà nếu mà 21 nó duy trì kéo dài quá nó sẽ tổn hại thần kinh không tốt. Rồi cái cơ chế nhãn áp kế mắt là cớp, nó chơi vô vào cái đè dẹt, cái này sự để đo thì phải cần có cái mực ha, mực người ta sẽ
chét lên cái đầu đó, rồi ịn vào tờ giấy, và tờ giấy vô là cái đường kính, cái đường kính của cái vòng tròn cái mình ịn trên giấy với cái mực á, nó sẽ tương ứng bao nhiêu, cái đường kính bao nhiêu sẽ tương ứng cái nhà áp bao nhiêu, cơ chế là vậy. Thì cái này nó có ưu điểm hơn so với cái Stiot, tại vì là nó mình có thể lưu lại số liệu trong cái bình án được. Còn cái này đo đo lần không, bây giờ không biết cái người ta đo có đúng không nữa. Còn cái Maclakov này mình đo mình lưu lại bằng trong bình án được, kiểm tra đối chiếu lại được. Nhưng mà bây giờ cái mực nó hiếm lắm, giờ người ta cũng ít sử dụng nữa, giờ cái mực dành cho cái này nó hiếm lắm. Rồi, tôi đến là về khám cái đồng tử bằng cái đèn pin ha. Rồi, phản xạ ánh sáng bình thường nó sẽ chia ra trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là sao? Nghĩa là mình chiếu cái đèn pin vào mắt nào thì cái đồng tử, cái cơ chế, cái đồng tử của mắt đó nó sẽ co nhỏ lại, gọi là trực tiếp. Còn gián tiếp là mình chiếu đồng tử vào mắt bên này mà mắt bên kia nó cũng sẽ co theo, nó sẽ có cái cung phản xạ, nó liên quan tới dây thần kinh và cái mấy cái hạch hạch thần kinh này nọ, cho nên là chiếu mắt phải nó vẫn, mắt trái nó vẫn bị co theo ha. Và mình khám cái này để mình coi coi có tổn thương liệt dây 2, dây 3 gì không ha. Ví dụ mình chiếu mà mắt bên này mà mắt bên kia nó không co theo, có thể nó tổn thương dây 3. Còn nếu mà chờ chiếu mà mất mất phản xạ trực tiếp luôn, là chiếu vô mắt phải mà mắt phải không co, nó vẫn giãn chơi chơi vậy đó, thì có thể là tổn thương dây thần kinh 2 ha. Đây là phản xạ ánh sáng. Rồi cái đến là phản xạ hướng tâm RABD ha. Rồi nó là refractive afferent epithelial defect, gọi là RABD. Là chúng ta khám như thế nào? Chiếu đèn pin vào mắt một mắt trong 3 giây, rồi mình chuyển qua mắt bên kia và lặp lại tới bao nhiêu lần cái RABD để mình phát hiện coi có bị tổn thương vào cái thần kinh thị, cái dây thần kinh thị hay không, do viêm, do thiếu máu hay là chấn thương ha. Cái RABD này có cái những cái clip trên YouTube mấy em muốn coi thì có thể coi thêm ha. Nghĩa là cái đại khái em sẽ nói với tóm tắt cho hiểu, như là mình chiếu là hai mắt giãn không, mình chiếu một mắt co rồi, xong mình lát mình đảo qua mắt bên kia, mình chiếu mắt bên kia nhưng mà mắt đó là thay vì nó phải co mà nó lại giãn, đó là cái phản xạ hướng tâm. Do mọi người, nếu mà ở đây không có hình cung phản xạ, nó là cái khi mà cái đường dẫn truyền á nó bị nó vẫn còn, nghĩa là hoạt động ok á, thì mình chỉ là nó phải còn cái RABD dương tính này. Đây là đầu tiên, là hai mắt giãn nè, chiếu mắt này, chiếu giờ này là chiếu mắt phải nè, mắt phải co, mắt trái co luôn. Mắt trái co là do cái nãy là có cái phản xạ gián tiếp đó, phản xạ sáng gián tiếp đó, nhớ không? Rồi sau đó mình chuyển nhanh qua khám, cái đó mình sẽ đảo qua đảo lại, chuyển qua nhanh, thao tác nhanh chứ không có lơ, có chậm ha. Sau đó mình chuyển qua mắt bên trái nha, hai cái đều co, vẫn co. Chuyển qua lại mắt phải, vẫn hai cái đều co, thấy không? Bây giờ nè, mình bd như là sao? Bây giờ mình chiếu hai mắt giãn ha, bây giờ chiếu mắt phải trước. Bây giờ chuyển qua chiếu mắt trái nè, lẽ ra nó phải co lại giống bên đây nè, nó co giống hình số 3 của bên tay trái nè. Hai mắt được co, bây giờ hai cái đều giãn, giờ quay lại ngược lại chiếu mắt phải thì nó lại co, này gọi là cái RABD, do nó
nó gọi là phản xạ đồng tử hướng tâm đó. Trong những cái bệnh, trong những bệnh lý á, là chúng nó sẽ bị như vậy, hiện tượng như vậy, thì nó thôi mình có cái dấu hiệu như vậy thì nó sẽ là theo dõi là do bị chấn thương cái liên quan tới dây thần kinh thị, nó tổn thương nặng đó. À, cái đó là độ sâu tiền phòng ha. Cách đo cái độ sâu tiền phòng để mình đánh giá cái độ sâu sơ lược đó, như nãy mình dù tiền những bệnh nhân tiền phòng nông mình sẽ có cho mình chỉ định là bắn laser ngừa cườm nước, bắn laser irido móng mắt để ngừa cườm nước. Thì cách khám là sẽ là chiếu đèn pin từ bên phía thái dương vào trong mắt, và nếu mà tiền phòng sâu á thì sẽ là thấy được toàn bộ móng mắt được chiếu sáng. Ở đây toàn bộ mắt chiếu sáng. Còn nếu mà tiền phòng nông thì chỉ một phần được chiếu sáng thôi, và phần góc trong được sắp bóng. Này, chỉ có đây là hình này là 1/3 được chiếu sáng. Rồi chúng ta đến cái phần khám mắt cơ bản ha. Khám mắt cơ bản thì đầu tiên sẽ là cũng như mọi khoa khác, đầu tiên phải hỏi hỏi bệnh thì sẽ có hỏi bệnh sử. Mờ mắt. Hỏi mình mờ mắt là nguyên nhân mờ mắt, rồi nhức mắt, đỏ mắt, rồi là lý do thẩm mỹ gì đó. Rồi sau đó mình sẽ khám bằng đèn pin. Đèn pin là lúc nếu mà có công cụ á thì mình sẽ khám khám bằng là sinh hiển vi khám mắt. Thì cái quy trình, cái thứ tự khám các bộ phận như thế nào? Đầu tiên sẽ làm mi mắt trước, mi mắt xong rồi tới kết mạc, kết mạc sẽ đến giác mạc, mạc xong rồi đến tiền phòng, tiền phòng sẽ lấy móng mắt hệ mi, xong rồi tới đồng tử, rồi tới khám vào cái đáy mắt. Rồi về cái mi mắt ha, đó mình khám mi mắt mình có ghi nhận mi mắt có sưng, có phù nề, có gì không ha. Như đây mi mắt sưng nè, cái này là ở cái hình này, cái này là lẹo, này lẹo trong nè, còn chấp nó sẽ nổi gồ hơn, nó nổi gồ hơn không, mà nó làm như sao nãy cơ chế anh đã nói rồi ha, chấp và lẹo khác nhau một tí. Chấp là phần nó là viêm vô khuẩn, nó do bị tắc nghẽn tiếng meibomius, cho nên chỉ trường nóng ở những bệnh nhân là chấp lẹo này là chấp nhé, là không có cần phải gạch phải gì hết, về trường nóng nó sẽ tự hết, không cần uống thuốc gì luôn nha, trong bệnh nhân chắc. Và cái do nó vô khuẩn, viêm vô khuẩn cho nên nó sẽ không có tính chất của một cái viêm bình thường, nên nó không có sưng, không có sưng, còn nó có sưng mà nó không không nóng, không đỏ, không đau. Còn lẹo này sẽ là sưng, nóng, đỏ, đau luôn, và có mủ, đó là nhiễm trùng, một cái ổ áp xe do staphylococcus, mình phải sử dụng kháng sinh. Cả hai đều trường nóng. Và ví dụ chắc đó thì mình chỉ gặp khi nào, mình gặp chấp khi mà nó tái phát nhiều lần, hoặc là đa chấp, ví dụ nó nhiều cục chấp đó, hoặc là đa tái phát nhiều lần, thì mình nên nạo mình vét để cho nó thông thoáng và nó lấy cái cùi đi cho nó ít tái phát lại. Chứ chấp là thường là chỉ là trường nóng, cho mình chỉ định trường nóng rồi về, không cần phải uống thuốc gì luôn, tại vì nó đâu có nhiễm trùng gì đâu, phải uống thuốc cho kháng sinh là không đúng lắm á. Cho nên rất là, coi như mà rất là nhiều bác sĩ người ta thích làm thủ thuật này, nó đơn giản, nó nhanh mà thu tiền nhiều. Về ở dưới rất là nhiều chỗ không, cứ vô bệnh nhân thì cứ đè chẳng đoán chắc lẹo rồi gặp, nhưng mà không chắc anh quan điểm anh không có thích gặp mấy cái này. Rồi lẹo thì là sưng, có sưng, nóng, đỏ, đau là mình phải lẹo, mà là lẹo ngoài cũng không cần phải gặp luôn nữa, lẹo trong thì đôi khi cần, tại ngoài là không cần, tại vì nó sẽ tự vỡ, tự xì mũ ra luôn, mình chỉ uống kháng sinh để chống bội nhiễm thôi. Rồi như này là bị sưng hai bên trên dưới luôn, hay là do dị ứng hoặc là do mấy cái hội chứng do corticoid. Rồi đây là bị sụp mi nè, hình em bé là bị sụp mi nè. Này bị trợn, có trợn mi mắt với lại là nhắm không kính nè, thấy không? Cái bé trai này thì cái mắt bên bên trái thì nó sụp hơn so với mắt phải nè,
nhiều trường hợp nhìn như nhìn 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 nó sẽ có cái bệnh lý nữa là à mắt bên kia nó bị co tròn với mắt hơn so với mắt còn lại, cho nên nhìn cảm giác nó như là nó mắt bên còn lại nó sẽ bị sụp, nhưng mà cỡ bé thứ hai này là mắt mắt bên trái bị sụp mi. Mi là cũng liên quan tới dây thần kinh 3, dây thần kinh 4 đó. Ừ. Còn mở nó nhắm mắt không kính thì là liên quan tới dây thần kinh 7 ha. Thường liệt 7 ngoại biên này sẽ kết hợp hay là nhắm mắt không kính. Này là cái lật mi, cái bị lật mi nè, ở những bệnh nhân ở Việt có những cái cụ già, mấy cái cụ già nữ, cụ nữ già lớn tuổi á, ở mấy vùng quê anh hay thấy là bệnh nhân người ta bị chảy nước mắt nhiều, cái người ta thấy quay người ta sẽ lấy cái khăn, mở khăn người ta đâu có mềm, lấy cái khăn cứng á, cứ chậm nước mắt, chậm nước mắt hoài, chậm vào biết nó bị lật cái mi ra ngoài luôn, mi lúc nào nó cũng bị lật vậy. Rồi trời trời cái nó bị cái vòng xoắn bệnh lý như là à nó bị lật mi hở mi như vậy thì cái tác nhân nó nhiễm trùng nó vào nó sẽ kích thích nó nhiều hơn, thì nó lại kích thích nó lại chảy nước mắt tiếp, nó sốt nó chảy mắt, còn người ta lại chậm, cứ chậm với dài ngoài càng lúc càng lật mi nhiều hơn. Ở những người già đặc biệt mấy bà già hay hay hay, hay như vậy lắm đó. Ở nhà mấy em mà có bà nội bà ngoại phải không có được có cho chậm mi vậy ha, phải dùng ít nhất là phải dùng cái khăn, phải khăn mềm gì đó và hạn chế không có cho chấm chậm chậm nước mắt kiểu vậy ngoài, biết nó bị lật mi giống vậy luôn à. Lật xong thì nó lại khó chịu tiếp lại vì nó sẽ bị tiếp nữa. Đây là cái hình này là cái này là lông lông quặm quặm mí nó quặm nè, nó lật vô trong nó đâm vào mắt nó gây khó chịu ha, là lông quặm. Rồi lông siêu là sao? Lông siêu là nó nằm không đúng vị trí, nó một vài cọng nó nằm lệch vị trí gọi là lông siêu, còn lông quặm là nguyên cái hàng mi á nó bị lật là lật vô trong như này nè, này nó muốn nó này là lật vô trong nè, này nó quặm vô nè, hình ở giữa. Rồi hình này là nó bị co dính nhãn cầu nè, mấy bệnh nhân mà hay mổ sau mổ bọng xong á mà mổ ra lại hay mổ từ thiện sẽ hay bị dính mi cầu tái phát, bị dịch cái góc trong mắt này nó bị dính vô dần rất là khó gỡ. Rồi cái đến là phần kết mạc ha, kết mạc cái này là cái phần trong suốt bao phủ ở phía ngoài ha. Thì là kết mạc thì có cái bệnh lý là viêm kết mạc. Cái hình này nó sẽ đỏ đỏ này nó là gọi là xuất xuất huyết dưới kết mạc. Hay là kết mạc nó bị sưng này có thể là dụi quá hoặc là bị dị ứng hoặc là do dụi quá hoặc là tiêm thuốc gì vào nó sẽ cái phần kết mạc nó sẽ sưng phù lên như vậy nè. Như đây là kết mạc bị đỏ. Trong cái từ đỏ mắt không thường sao chúng ta học à, trong ví dụ trong chuyên ngành mình không kêu gọi à mắt đỏ hay là gì đó, không có gọi là đau mắt đỏ, chúng ta phải dùng cái từ chuyên môn gọi là cương tụ kết mạc, gọi là kết mạc cương tụ. Cương tụ là sao? Như là à, kết mạc những cái mạch máu này, những mạch máu đó nhỏ 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 này nó cương tụ chứ không gọi là mắt đỏ, nên là bị xung huyết ha. Trong cái từ xung huyết trong bên bên ngành mắt gọi là cương tụ, kết mạc cương tụ. Đây là xuất huyết dưới kết mạc nó sẽ đỏ mắt nhẹ. Thì cái xuất huyết dưới kết mạc đó, nó sẽ có nhiều nguyên nhân à, ví dụ mấy em mà hoặc là người nhà đó thấy cái này thì không có gì phải lo lắng hết nha, cái nó đỏ mắt như vậy mà đỏ quét chân giống như chảy máu nó gọi xuất huyết dưới kết mạc. Thì cái này thì thì nguyên nhân ví dụ là do phải là bị trặn, ví dụ bị táo bón hay là ho và hắt xì á, nó gắng sức hoặc là gắng sức quá thì những tác nhân đó nó làm cho nó tăng cái áp suất đột ngột, thì cái những mạch máu nhỏ nó bị vỡ thì nó tự dẫn lưu, nó tự thẩm thấu nó hết à, nó tự hết rồi không cần gì hết, không cần gì phải lo lắng hết à. Nó không có nặng nề gì hết, không phải thấy máu gì là sợ. Thì cái mình uống alpha fetoxim hoặc là mình uống nó kèm thêm là glutathione C, và cái yếu tố quan trọng nhất cái là kêu người người nhà hay là bệnh nhân đó là phải ăn uống bổ sung vitamin C để cho mạch máu nó bền hơn, mạch
máu nó ền hơn khi những cái hoạt động gắng sức nhỏ như vậy á, ho hay là gà rặn táo bón gì đó, nó sẽ không bị vỡ xuất huyết chất mạc. Lý nữa là mọng thịt và mọng mỡ. Thì cái hai cái cũng khác nhau nữa. Đây, mọng thịt nguyên phát thì nó sẽ thường ở góc trong, nó sẽ thường ở xuất phát ở góc trong mắt. Rồi cái nguyên nhân của cái mọng thịt là gì? Còn mọng mỡ, cả mọng mỡ luôn, thì cái hai cái này nó phân biệt khác nhau tí, như là cái mọng thịt là nó tiếp xúc, nó tràn vào luôn, gần tới luôn cái bắt đầu của chồng đen luôn. Thì cái mọng mỡ thì nó là cái lớp mà hơi vàng vàng hơi đục đục trên mắt ở phía ngoài thôi, có thể góc qua cái ngoài hoặc trong. Nhưng mà cái mọng thịt thì đối với những người nguyên phát á, sẽ thường ở góc trong, còn mọng mỡ có thể ở ngoài ở trong được, mà màu nó sẽ hơi đục đục vàng vàng và nó không có nhiều mạch máu, không có đỏ bằng so với mọng thịt. À, cái mọng mỡ này đó, à, cái nguyên nhân của hai cái này nữa là do những cái tia UV, những cái tia cực tím á, từ ánh sáng mặt trời, thì nó sẽ kích thích cái cơ chế, nó sẽ thành cái mây thịt với ma mọng mỡ. À, và cái mọng mỡ này á, nếu có cũng không cần phải làm gì, không cần phải lọt cái gì hết, thì chỉ là mình sẽ dặn bệnh nhân á là đeo kiếng để tránh gió bụi và tránh mấy cái tia sáng, mấy cái tia bức xạ mặt trời thôi, mấy cái tia cực tím. Thì khi mà tiếp xúc nhiều, nó sẽ từ cái mọng mỡ nó có thể chuyển thành cái mọng thịt. Và mọng thịt đó, nó sẽ chia 3-4 mức độ: độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Độ 1 á là nó vừa tới cái chồng đen giác mạc rồi. Cái độ 2 là nó vượt qua vô trong cái giác mạc tí mà chưa tới cái đồng tử, chưa tới bờ đồng tử. Độ 3 thì nó bắt đầu nó bò tới bờ đồng tử, là độ 3. Độ 4 là nó che hẳn luôn cái đồng tử luôn, là độ 4. Thì để cái mọng thịt lột á, thì là sẽ ghép với cái giác mạc, ghép kết mạc tự thân thì sẽ ít tái phát. Còn nếu mà chỉ cắt cái này rồi không, nó sẽ dễ bị tái phát, và lần sau sẽ nó dính dày hơn và nó nặng hơn so với lần trước. Và anh thấy cái chính vì cái nó do nguyên nhân là mấy cái tia bức xạ mặt trời, cho nên ở những cái vùng ven biển bị bệnh lý này rất phổ biến, như ở cái địa phương mình ở Duyên Hải nè. Với lại những bệnh nhân mà anh thấy là hầu hết những bệnh anh khám trong khoảng mấy tháng vừa qua, và cái số bệnh nhân mộng thịt rất là nhiều ha. Ngoài ra còn có thêm cái bệnh lý nữa là bệnh viêm bờ mi. Viêm bờ mi rất là nhiều ha. Hai cái bệnh cơ bản nhất á mà anh thấy ở địa phương của mình hay bị là cái mộng thịt và cái viêm bờ mi. Hầu như bệnh nhân nào cũng bị viêm bờ mi hết. Viêm bờ mi là sao tái hình này không có rồi. Viêm bờ mi là nó bị tắc nghẽn ở dưới tuyến chỗ bờ mi, là nó đây ở những cái chỗ rìa bờ mi, vành mi này nó sỏ nổi những cái mụn nước nhỏ, và những nó tiết những cái chất dịch, chất dơ, chất nhầy rất là nhiều. Và nó sẽ những cái mụn nước này nó khi cọ xuống cái bề mặt có giác mạc nhãn cầu á, nó sẽ gây kích thích, nó gây khó chịu, gây cộm sốn, rồi nó gây khô mắt, khô giác mạc đó. Thì cái viêm bờ mi thì phải vệ sinh mi mắt. Mình sẽ cho hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh mi mắt, mình chà bờ mi nè. Trước khi chà mình phải chườm nóng để cho nó giãn cái lỗ chân lông, nó giãn cái tuyến chỗ bờ mi này ra, rồi mình vệ sinh, mình nặng cho nó ra chất dịch, chất dơ hết thì nó mới thông thoáng. Bệnh lý này rất, anh thấy ở đây rất là nhiều, hầu như là ngày khám 20 ca thì khoảng 15 ca là có viêm bờ mi rồi đó. Còn mọng thịt thì cũng nhiều, mọng thịt cũng nhiều lắm luôn á, do cái vùng biển cho nên sẽ nhiều ha. Rồi cái đó là giác mạc, giác mạc là cái chỗ phần trong suốt trước cái chồng đen á. Cái hình này nó là bị dị vật giác mạc nè, này là cái mạc sắt nó dâng vào, cũng rất là phổ biến những bệnh nhân mà làm nghề thợ hàn hay là công trình lao động. Còn bên đây là bị loét giác mạc, cái hình đầu tiên loét giác mạc. Loét giác mạc là một trong những bệnh lý nặng ha.
đặc biệt là lét do nấm rất là nặng nề, nó sẽ thủng, nó tiến triển của nấm rất là nhanh mà nó rất là dễ bị thủng giác mạc và ghép giác mạc, thậm chí mù luôn, phải ghép giác mạc. Thì cái ở bệnh lý giác mạc á, mình thấy cái nguyên nhân khi mà bệnh viêm 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 loét giác mạc thì cái nguyên nhân đó, cái tiền sử của cái dị vật nó rất quan trọng, và mình phải để định hướng được mình cho thuốc cho đúng á. Dù đối với viêm nhiễm bình thường, viêm do vi khuẩn bình thường đó, thì không có nó nặng bằng so với do nấm. Dù mình là những cái nguyên nhân mà tác nhân người ta nói bị cây lúa hay là bị cây cỏ bị quẹt cái mắt, thì nó có tác nhân của cây cối thực vật thì nó nhiều khả năng sẽ là nấm, là mình phải đánh theo cái hướng nấm, mình cho thuốc kháng nấm, uống thuốc uống, rồi thuốc mình nếu có điều kiện thì sẽ sôi nấm, mà không có thì mình phải cho thuốc nấm và cái thuốc kháng sinh dự phòng luôn. Kháng sinh đó là mình nhỏ để chống bội nhiễm, chứ không phải là kháng sinh nó trị được nấm nha. Cái lọ thuốc nấm rất là mắc tiền, mà hiện tại ở thị trường Việt Nam giờ nó rất là hiếm và nó hầu như là không có hàng luôn. Ở bệnh viện mắt là phải pha thuốc luôn. Một trước đây một cái lọ thuốc chia nhỏ nấm là tầm khoảng 1,2 triệu một lọ, 1,2 triệu á. Trong khi những cái thuốc nhỏ kháng sinh nó, những cái mắc tiền nhất cũng có 100.000, 200.000. Mà giờ không, thuốc nấm là không có, như là lét do nấm là hầu như là rất là đau lòng, không trị không được. Ở ngay cả đây thì anh nếu mà có thì anh cũng phải nhanh chóng anh chuyển lên tuyến trên. Thì không, thứ nhất là không có thuốc, thứ hai là mình không có ẩu được, nó công là bị kiện đó. Nhưng mà anh thấy rất là nhiều, rất là nhiều ở tuyến địa phương dân viêm loét giác mạc là bệnh nặng mà vẫn giữ vẫn trị là mình quá nguy hiểm. Rồi có một cái đó là còn cái cũng nặng nữa là loét giác mạc mà do virus herpes á, nó sẽ có hình đặc trưng là hình cành cây. Để anh kiếm hình lại lên mạng rồi anh xíu thôi, cái đó thì sẽ bài trong bài bài sau, mấy bài sau có. Nó là do virus herpes, như là zona, nó sẽ ăn theo, do nó là virus nó sẽ ăn theo dây thần kinh, thì nó sẽ có hình bản đồ và hình cành cây của cái mấy cái đường dây thần kinh đó. Rồi đo tiền phòng đó, như nãy là cách đo tiền phòng rồi, thì tiền phòng nông sẽ có chỉ định là bắn laser. Bắn laser sẽ có tác dụng là ngăn ngừa, hạn chế được cái việc mà tăng nhãn áp, chứ không phải là hết, nghĩa là người có bắn laser nghĩa là sẽ không bị cùm nước nha. Nhiều bệnh nhân ta nói tôi có từng bắn rồi chứ giờ sao bị cùm nước. Phòng nông thì có nguy cơ nó tăng nhãn áp nhiều hơn so với người không tiền phòng nông thôi. Rồi móng mắt thì cái này là mất sắc tố móng mắt nè, đây là bị rách móng mắt ở phía ngoài nè. Rồi này là móng mắt, có nhiều bệnh lý như trong viêm màng bầu đào nên móng mắt nó sẽ bị dính, nó viêm, nó có nó viêm, sau cái viêm cái biến chứng nó sẽ là dính móng mắt và là cái móng mắt hình cuốn cà chua đây nè, dính tùm lum tà la. Còn này là bị rách móng mắt toàn bộ tùm lum tà la cho này, do máy này là do chấn thương nè. Còn này do bệnh lý viêm màng bầu đạo, nên là cái đồng tử, cái móng mắt nó bị dính, cái đồng tử nó không có tròn nữa mà nó hình méo mó tùm lum hết. Đó, đồng tử bình thường thì là trong tối là khoảng 3 đến 4 mm, nó giãn ra 3 đến 4, còn ngoài sáng với ánh sáng cường độ ánh sáng bình thường thì tầm khoảng 1 đến 2 mm. Rồi, đã có rồi. Đấy chưa, cấp đi chưa sót kia. Rồi, cách đo thị trường như nãy, tôi sẽ chia ra là có những cái khuyết thị trường mà nhiều loại, nó gọi là bán manh đồng danh này nọ tùm lum phức tạp á. Do bên những cái khuyết thị trường này do nó từ cái dây thần kinh và tế bào thần kinh á, cho nên nó khá phức tạp. Cái là bán manh đồng danh và bán manh nhiều lắm. Thì
cái cơ bản cho mình theo dõi thị trường để trong những bệnh lý lâu cơm, bệnh lý cùng nước thì cần phải có cái thị trường. Tại vì cái thị trường, cái bệnh lý lâu cơm là cái định nghĩa là nó tổn hại vừa thị lực, vừa tế bào hạch thần kinh, thị giác, và cái tổn hại thị trường. Nên là phải vừa ở bệnh lý lâu cơm cùng nước thì là giãn áp tăng, thì nó sẽ làm cho chết tế bào, mà nó sẽ làm chết tế bào, tổn thương gọi là tổn tổn hại tế bào hạch thần kinh, là nó tổn hại luôn thị trường nữa. Còn có những cái là bệnh lý lâu cơm mà giãn áp không cao nữa, cho nên cái giãn áp cao nó không hẳn là cái yếu tố để chẩn đoán cái bệnh lý cùng nước ha. Nên là có bệnh lý cùng nước mà nó không, giãn áp nó không cao, còn giãn áp cao nó sẽ dẫn đến nó chèn ép cái dây thần tế bào thần kinh, thì nó sẽ gây bệnh lý lâu cơm nha. Gọi này khám vần nhãn ha, để coi có bị lé hay không, hay là có bị liệt dây thần kinh gì không, yếu liệt dây thần kinh gì không, sẽ khám các hướng này. Đây là hướng ra ngoài, lên trên, vào trong, lên trên. Đây là nhìn ra ngoài, nhìn thẳng, nhìn qua ra ngoài, xuống dưới, ra ngoài, xuống dưới vào trong. Đó. Nếu mà có ghi nhận cái bất thường nào của một mắt nào đó thì mình ghi nhận, rồi có cái sơ đồ vận nhãn nữa. Mình sẽ coi như vậy, như vậy nó sẽ do cái cơ nào chi phối, nó vậy nó sẽ do cái cơ nào chi phối, và cái cơ đó nó có thể do nó bị liệt, thì nó sẽ là liệt kiểu giờ lé, mà lé nó sẽ chia ra là lé lé là lé cơ năng, và lé thực lé liệt. Lé liệt là do dây thần kinh đó. Rồi soi đáy mắt, đáy mắt và cái võng mạc á, mình soi đáy mắt thì có cái đèn soi đáy mắt trực tiếp, và cái công cụ khác là cái kính von để soi. Mà ở đây chúng ta sẽ anh chỉ trình bày là cái đèn soi đáy mắt trực tiếp thôi ha. Cái nguyên tắc của cái đèn á là khám khám mắt phải của bệnh nhân, thì mình bác sĩ phải dùng mắt phải của bác sĩ ha. Tại vì là cái hình này bây giờ nếu mà chứ phải rồi ngược lại ha, khám mắt trái thì bác sĩ phải dùng mắt trái, chứ không phải là bác sĩ nói tôi thuận mắt nào, tôi thuận quen mắt tôi nhìn đó, giờ khám mắt này, bây giờ bệnh nhân bác sĩ mà xài mắt trái là thành ra là cái mũi, đồng mũi là hung bệnh nhân luôn á. Cho nên là phải là mắt phải của bệnh nhân thì phải mới khám mắt phải của bác sĩ, mắt trái của bệnh nhân thì khám mắt trái bác sĩ, khám mà cùng mắt đó, ngược lại vậy nó sẽ bị thành hung bệnh nhân và bị chữa chết. Khám soi đáy mắt thì mình sẽ nhỏ thuốc nhỏ giãn để mình khám được toàn diện ha, và nó chi tiết và nó chính xác hơn. Hay cái sẽ nhỏ thuốc giãn giãn vào, rồi khi mình chiếu cái đèn vào mình sẽ thấy được cái ánh hồng đồng tử, thấy toàn bộ nó hồng như vậy. Rồi ở có những cái đèn soi đáy mắt này nó cũng để giúp xác định được có bị cườm khô, cườm đá hay không ha. Như nhìn vào đây, đây này, bên đây là mắt giả sử nhỏ dạng hết, nhìn vào đây thấy ánh hồng đồng tử, mình nhìn bên đây thấy không, thấy ánh hồng đồng tử, nhưng là có cái vật gì nó che lại mất cái ánh hồng đó rồi thì nó sẽ là hay là bị bệnh lý cườm đó. Nhưng mà cái đèn soi đáy mắt này mặc dù là soi đáy mắt nhưng vẫn có thể chẩn đoán được cái cườm hay không, và nó cũng cái đèn này là để là mình giúp mà sàng lọc bệnh, để coi là có đến mức độ đã mổ hay chưa. Mặc dù cái đèn này nó không khám chi tiết bằng cái sinh hiển vi cái mắt, nhưng mà cái trong những cái chỉ định mà mổ và khám cườm thì cái này nó lại cũng có hiệu quả, nhìn vô là thấy liền, giả sử thấy có cái chấm đen đây, có cườm ở vùng này, vùng sao sao đó. Rồi giờ thí dụ toàn bộ mà đen thổ lồi vậy hết, đây là bệnh cườm rất là nặng rồi, toàn bộ cườm rất là nặng thì phải cho chỉ định mổ gấp. Còn nó dù nó đen một phần thôi thì là chưa chưa cường, nó chưa đến lúc cần phải mổ. Rồi đáy mắt ha, như nãy mình khám đầu tiên mình sẽ khám là gai thị trước, rồi tới mạch máu, xong rồi tới vùng hoàng điểm. Hoàng điểm là vùng cái cách hướng vào hướng phía trong, và nó cách cái gai thị
hai lần đường kính gia thị. À, đầu tiên sẽ là coi gia thị nè, gia thị có phù hay không, có bị lõm gai hay không. Như này là bị lõm gai nè, lõm gai và cái mạch máu thần kinh nó bị dạt qua phía bên này nè, ở trong bệnh lý lâu cơm này nó vừa bị bạc gai, teo gai, này teo gai luôn. À, rồi này là bị phù gai nè, đó gai thị phù. Gai thị phù là trong thường gặp trong những cái bệnh lý như là bị tăng áp lực vào sọ, nó sẽ gây gai phù gai thị. À, bình thường cái gai thị là nó lõm nè, em thấy không, gai thị bình thường nó sẽ lõm, nay nó bị phù nó đội nè. Đó thì bệnh lý tăng áp lực vào sọ, hoặc là ví dụ trước khi mà ở ấn ních, đặc biệt ở ấn ních đó, trước trong cái viêm màng màng não đó, thì thường trước khi chọc giò dịch não tủy hay gì gì đó thì sẽ bệnh nhi thì sẽ thường bên mắt sau để mắt xem à có phù gia thị hay không. Nếu không phù thì là chọc ok, nhưng mà có phù thì là chọc nó sẽ có vấn đề. Rồi phù gia thị nó còn có trong bệnh lý đó là tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc sẽ có những cái xuất huyết, xuất tiết đầy ở trong võng mạc và cái có gia thị nó phù phù trắng luôn. Rồi cái đó sẽ vùng hoàng điểm. Hoàng điểm là cái vùng quan trọng nhất, là nó chứa nhiều tế bào nón và tế bào quang hít. Và cái có những bệnh lý liên quan tới vùng hoàng điểm như là bệnh lý võng mạc phù hoàng điểm do bệnh lý đái tháo đường ha. Như là người những mình ở những bệnh nhân bị đái tháo đường trên 7 năm thì sẽ có bắt đầu nó có những biến chứng đầu tiên trên đáy mắt, mà cụ thể nó sẽ thường nó sẽ tổn hại ở vùng hoàng điểm. Thì có nhiều người ta đã có nhiều nghiên cứu người ta nói à nó phù hoàng điểm cái vùng hoàng điểm trung tâm đây, vùng hoàng điểm này, vùng hoàng điểm ở đây cách hai lần gia thị vào phía trong thì nó sẽ nguyên đó là cái phù hoàng điểm, đó là nguyên nhân chính nó gây tổn hại thị lực, nó gây mù ở bệnh nhân bị tiểu đường. Thì có người ta nghiên cứu, người ta có những cái loại thuốc rồi là chống tăng sinh mạch máu á, anti VGF thì nó sẽ giúp để mà cải thiện cái thị lực tiến triển cho bệnh nhân ha. Thì trước đây á, là một có những loại thuốc á, là nó cho một mũi nó tới chính hãng là một mũi nó tới 28 triệu, là rất là đắt, một lọ 28 triệu. Rồi có một loại thuốc nó cũng chức năng nó tương đương như vậy mà nó rẻ hơn rất nhiều, có mấy 40 đô à, khoảng 800 ngàn một triệu à, mà một cái 1 triệu với một cái 28 triệu à. Thì ở những bệnh nhân mà bị tiểu đường lâu năm mà có tổn hại sẽ chụp đo cái chiều dài để xác định có cần chích hay không, mà sẽ đo cái chiều dài vùng võng mạc bằng cái máy gọi là máy OCT. Máy OCT thì nếu mà nó phù á thì mình sẽ chụp, mình sẽ chích. Thì cái bản chất của cái thuốc anti-VEGF này chống tăng sinh tăng mạch này á, nó là cái chất chống ung thư đại tràng thôi. Như là ở người ta thuốc chống ung thư, người ta sẽ chống tăng sinh mạch máu, chống tăng sinh mạch máu ha. Những cái mạch máu nó chống là những cái mạch máu mà mới ra đời, thì những mạch máu đó nó không có nuôi dưỡng được, cho nên những cái tế bào ung thư nó sẽ chết, mục đích là như vậy. Đó là chống tăng sinh mạch máu. Thì người ta vô tình người ta thấy à, ở những bệnh nhân điều trị ung thư đại tràng sao tự nhiên mắt lại thấy rõ hơn, người ta mới nghiên cứu à, thì ở cái thuốc này nó có cái tác dụng là nó giúp cải thiện cái thị lực, nó giúp bớt phù hoàng điểm ở những bệnh nhân này, người ta vô tình phát hiện thôi. Sau này ta nghiên cứu thì cái hãng người ta nó đến anh ta nó đi trước, nó đăng ký bản quyền, thì nó thuốc nó 28 triệu. Còn có loại thuốc khác cũng gần tương đương với như không bằng, thì nó dùng trong ung thư đại tràng thôi, thì nó là 40 đô, mà nó không có được cục dược của FDA của Mỹ nó cho phép, cho nên nó cũng ngoài luồng, cho nên giá nó thấp hơn. Rồi nên là xin hiển vi khám mắt ha, gọi là slit lamp hay là đèn khe ha. Thì có các cách là coi khám chiếu sáng, chiếu sáng trực tiếp lan tỏa. Chiếu sáng trực tiếp khu trú này để cắt khe mình coi
những cái này mình cắt được à, rồi có phù giác mạc hay có gì hay là có tổn thương gì, nó tổn thương đến mức đến lớp nào của giác mạc hay lớp gì đó mình sẽ cắt khe, thường cắt sẽ là góc 35 độ, 40 độ, 45 độ tùy vào cái nhu cầu của mình khảo sát. Đây là cái chiếu đèn toàn bộ bình thường thôi, còn này cu chú mình cắt khe, ngoài ra có phương pháp chiếu sáng ngược mình để